chào tất cả bạn. Hôm nay Tommy xin rất là may mắn khi được bàn giao một cái đàn L500 về cho chị Loan thuộc giáo xứ Bắc Hà. Không biết bằng cách nào mà chị Loan có thể biết được Tommy xin ạ? Thì tại vì chị Lâm Vinh, chị muốn mua cái đàn Electron 500 á, thì chị lên trên mạng Google, chị đánh Google thì chị thấy là muốn mua đàn, đánh vô xong ra nhiều chỗ bán lắm. Đi ngoài là nhưng mà làm sao chị chọn Anton cái gì cả? Cuối cùng thì thấy là Music Anton đó, là nghĩa là của Chúa. Thì nó cũng phù hợp với lại cái đạo của mình đó. Nên tự nhiên cái thích thích. Rồi xem thì khi xem đàn thì thấy là có cái giá rất là rẻ. Đâm ra điện thoại hỏi thử xem là có còn đàn không. Tại vì có nhiều chỗ người ta ghi như vậy nhưng mà nó không có hàng. Thì chắc là Chúa cũng chỉ cho. Thì đúng là gọi lớn thì lại có hàng, thì cũng rất là mừng. Thì chị đâu có tính mua liền, mà mua này là rất là gấp luôn á. Gấp lúc mà cũng đâu phải cần gấp đâu, tại vì cũng có đàn rồi. Chị Loan là gọi điện lúc chiều là chốt luôn. Gọi là bạn. Chốt luôn, là đem tới liền luôn, thêm ghế. Nhưng mà tại là Chúa cho chắc là để sau này để phục vụ thánh lễ cho tốt á. Ở đây trước nhiều cái sự lựa chọn thì cảm ơn chị đã ưu ái cũng như là tin chọn Anton Music. Thì chị Loan cũng là người công giáo các bạn, nên là chị Loan cũng biết đến Anton là một vị thánh rất là đặc biệt, cũng là rất là đặc biệt đối với Lê Anh cũng như là trung tâm âm nhạc Anton. Đứng trước cái sự lựa chọn đó rồi chị đặt hàng online luôn, nhưng mà khi nhận được cái sản phẩm thì chị có ứng ý không ạ? Như vậy là cái lúc mà là kết bạn Zalo á, thì chị thấy cái hình ảnh á là của em á, là nhìn giống như là một thầy vậy đó, như là một thầy tu vậy đó. Chị rất là mến, chị mới là thích đó. Tại vì khi mà mình nhìn cái hình ảnh của cái người đó, đó là tự nhiên mình thấy cảm tình á, nên chị mới đặt mua cái đàn này. Chị lấy luôn, tại vì chị nghĩ là thôi kệ lấy luôn, chứ bây giờ trước sau cũng phải lấy thôi. Mà bên cửa hàng giao rất là nhanh, mà rất là uy tín, rất là đúng hẹn luôn, mà rất là đẹp luôn. Đẹp và rất là thích luôn. Cái này thì cũng là do Chúa ban. Chị nhìn cái đàn có thích không chị nè? Cái đàn rất là thích luôn. Mới không chị? Cái đàn mới đẹp, đẹp tuyệt vời luôn. Mà giá cả thì là cũng không có mắc, rất là rẻ. So với thị trường bây giờ là coi như là mua được một cái đàn như vậy là giá cả rất là phải chăng. Thì cũng cảm ơn là bên Music Anton đã như là tương tự á, cũng rất là uy tín để giao cái đàn cho gia đình của chị. Chị rất là cảm ơn. Cảm ơn chị Loan rất nhiều. Một trong những cái người cũng là đáng đàn cho cả đoàn. Rồi chị cũng rất là yêu mến Chúa. Rồi qua đây thì cũng cảm ơn chị Loan đã tin tưởng. Và mến chúc chị cũng như là gia đình luôn luôn là tràn đầy hồng ân của Chúa. Đặc biệt là ngón tay của chị luôn luôn là bay bổng để giúp các đoàn công nguyện sốt sáng hơn. Một lần nữa thì em cũng chân thành cảm ơn. Xin chào các bạn nhé. Rồi bây giờ các bạn cùng lắng nghe tiếng đàn L500 nha. Trước khi bàn giao về cho khách thì thường thường mình sẽ set up một cái bộ tiếng để các bạn đềm đọc phục vụ rất là dễ. Các bạn chỉ cần nhấn ở dưới này thôi là có thể ra những cái bộ tiếng rất là cần thiết để mình sử dụng rồi. Bây giờ là tiếng số 1, các bạn cùng nghe nhé. Thank you.
cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn đang có nhu cầu cần tư vấn hoặc là chọn đàn electronic nhà thơ thì các bạn có thể tham khảo tại website nhạc cụ anton music.com hoặc qua số Zalo của Lê Anh 0943633281. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi, cảm ơn chị quá nhiều nhé.